bố mẹ vừa luôn. Thằng này á? Hiền lắm. Ai? Hiền đấy. Thằng đấy ngày xưa tổ tổ bây giờ ghê thế à? Sắp hiền rồi đấy. Cái mẹ ăn trong hố cả vậy trong hố. Thế nhưng bây giờ nó làm gì? Còn đi đâu? Thôi. Làm gì ai lấy? Để thè thốt thốt để giả tuyệt vời em ấy. Không giả quái đâu. Mượn đi ạ. Chắc là cầm một yêu cũng mấy chục. Ở đây là đèn á.